Xin chào quý vị, Thịnh đang có mặt ở khu vực của Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Và khu vực này là khu vực khoảng giữa thành phố Phan Thiết và Mũi Né. Nơi đây thì có rất là nhiều những cái resort và những cái làng chài của những người ngư dân địa phương. Khi khoảng sáng, tầm khoảng 4-5 giờ, đặc biệt là khi bắt đầu là ánh sáng bắt đầu có trên mặt biển ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những ngư dân trong những chiếc cái ngư cụ rất là đơn giản. Đó là những chiếc thuyền thúng mà quý vị thấy ở phía xa xa trên bờ. Họ sẽ đánh bắt gần bờ và tùy theo mỗi mùa người ta sẽ đánh bắt được những cái loại tôm cá khác nhau. Đây là khu vực của resort Hoàng Ngọc. Người ta đang cải thiện lại bãi biển sau cái mùa Covid này. Đây quý vị thấy, để làm cho một cái bãi tắm nó sẽ trở nên đẹp và hấp dẫn hơn. Và bây giờ Thịnh sẽ đến và quay cảnh một số anh chị ở làng chài, ở những cái làng ven biển này. Buổi sáng họ sẽ đi kéo lưới gần bờ thôi quý vị, không xa. Và quý vị thấy rằng là hôm nay khi mà mình xuống biển mình tắm thì mình thấy đây là một cái mùa rất đặc biệt. Có những cái con giống như con rút, giống như tép nhỏ nhỏ, nó sẽ nhảy rất là nhiều. Đây quý vị nhìn từ xa thì cũng còn rất là nhiều những cái thuyền thúng, rồi ngay cả những cái chiếc thuyền nhỏ họ đang đánh bắt. Và thuyền thúng ngày xưa thì chèo bằng tay, rồi bây giờ thì người ta bắt đầu có thể đặt một cái máy nữa. Nói chung là bây giờ người ta gọi là càng ngày nó sẽ càng hiện đại hơn. Bây giờ Thịnh sai, thấy có những người bắt đầu họ đang chuẩn bị họ kéo lưới lên. Còn bây giờ Thịnh sẽ đến cái một cái chỗ để xem những cái anh chị họ đang đem cái lưới mới kéo xong lên, rồi vũ để bắt được tôm cá như thế nào. Quý vị thấy đây là sau khi vũ được cá rồi xong hết rồi đó, thì bắt đầu người ta cuốn lưới lại như thế nào. Đây quý vị thấy, đây là những con cá và những con rút nhỏ đây, nó mới vừa được đánh bắt lên. Một mẻ lưới thì có thể chúng thì sẽ còn nhiều hơn nữa thưa quý vị. Bây giờ mình sẽ qua bên này mình coi mấy anh chị bên này vũ lưới như thế nào. Đây là lưới, đây là cá rút họ bỏ vào giỏ như thế này quý vị. Đây, một lưới với mình kéo được khoảng bao nhiêu ký chú ạ? Một tay lưới lên bao nhiêu ký chú? Cũng nhiều lúc có lát lên cả tạ, 2-3 tạ có. Dạ. Mà có lát ít thì 5-7 ký, 15 ký có. Mùa này hình như là đang là mùa hay sao chú ạ? Con vâng, tắm đang... dưới con thấy nó bún quá trời luôn. Vâng, đang mùa nó đó. Mấy tháng trước ra tắm biển thì không thấy. Vâng. Cảm ơn chú ạ. Vâng. Đây quý vị thấy là rất là nhiều. Nè, kéo xong bây giờ ngồi ăn sáng nè. Bây giờ mình qua đây mình xem hai anh này ảnh vũ cái lưới. Trước khi qua xem vũ lưới thì mình sẽ thấy ở phía này người ta dở lưới lên đây quý vị. Đi gần lại để mình thấy nè. Bây giờ mình qua đây mình coi ha. Anh với chị mới đem lên, bây giờ sẽ vũ lưới để gom cái con rút này lại.
đây là hai anh mới với chú mới đem một tay lưới nó lên này, đó từ dưới biển đi lên luôn. Bắt đầu rồi. Bắt đầu chải cái tấm bạc ra quý vị nha. Quay lại gần là thấy những con ruốc đang nhảy trong đây. Cái này về xong rồi mới xử lý và như là phơi nắng làm muối tôm muối ruốc luôn, tuyệt chơi lắm. Đây mình sẽ xem hai anh này rồi đó, như mấy cô chú ở đây chia sẻ thì một cái tay lưới như thế này lên vào đúng cái luồng á thì có thể kiếm được cả tạ, tức là khoảng cả 100 kg. Người ta bỏ trước cây người ta thả ngoài đây này chăng cây bỏ xong nó bẹt. Các quý vị thấy là có những lúc thì kéo bằng cái lưới để được cái con cá rất là nhiều, và những cái thuyền đi xa ra chút xíu thì có cả ghẹ. Những năm đầu tiên khi thành phố Phan Thiết phát triển thì với cái hiện tượng nhật thực toàn phần ấy, thì anh em thành ra đây thì được thưởng thức cái món mực họ lên từ những cái thuyền thúng gần bờ như thế này. Con mực còn đang sống rất là ngon, đặc sản địa phương gồm có món sò điệp rồi mực và ghẹ đánh bắt lên. Bây giờ sẽ lên khúc cao cao này để thay. Quý vị thấy là sau mùa Covid thì du khách ở đây không có nhiều, nên là các resort cũng tạm thời nghỉ ngơi, dường như là không có mở cửa đó quý vị. Nên là bãi biển nó cũng không được dọn dẹp, cải tạo cho sạch. Nhưng mà bây giờ thì các cái resort cũng như là các cái khu vực ở đây người ta bắt đầu đang dọn dẹp lại để chuẩn bị cho cái việc khi mà vaccine đã có rồi. Đây là một khu resort nữa đây. Đó, mình xuống mình sẽ thấy rất là đẹp như thế này. Đây là cái hướng mà mình nhìn về khu vực của đường Nguyễn Thông để lên Lộ Hoàng rồi đi đến với khu vực của trung tâm thành phố Phan Thiết. Đó, quý vị nhìn từ xa xa thì cũng thấy đó, nghe tiếng biển, sóng biển rồi tiếng máy dầu của những cái thuyền nhỏ hoặc là những cái động cơ trên chiếc thúng chạy. Để quay từ từ ra để mình thấy được cái hai anh này anh kéo lưới và anh lên tới bờ là cũng thấy gần như thế, nhưng mà cũng rất là lâu đấy quý vị. Ngoài việc đến với lại khu vực của những cái làng chài này thì quý vị thấy rằng là đa phần cái mặt tiền biển từ khu vực của Nguyễn Thông, tức là chạy dọc theo con đường từ trung tâm ra đến khoảng gần Mũi Né thì đa phần là các khách sạn. Thỉnh thoảng thì nó có những con đường đi xuống biển để giúp cho người ngư dân địa phương có thể đến đây để họ đánh bắt. Và có những mảnh đất thì chưa xây dựng, người ta sẽ để là những cái ngư cụ, thuyền, lưới để đánh bắt. Ngoài việc đi tham quan buổi sáng, tìm hiểu cái cuộc sống của các cái người dân làng Vạn Chài ở ven biển, chúng ta có thể đến được khu vực của chợ Mũi Né hoặc là chợ Rạng để thấy được cái lượng tôm cá nó dồi dào hơn và phong phú hơn khi đó là những cái thuyền họ đi đánh bắt. Còn bây giờ thì mình chỉ đây là những cái nhóm nhỏ, họ không có những ngư cụ để họ ra khơi xa hơn. Còn nếu mà có điều kiện thì họ sẽ đi từ buổi tối rồi tới sáng về thì sẽ có nhiều hơn. Bây giờ mình nhìn thấy anh đang thu lưới nè. Đó, bắt đầu kéo lên.
cảnh rất là đẹp. Cái lưới kéo rút này thì nó sẽ khác. Nó giống như là cái ống, gần như một cái ống. Để khi kéo vào thì con rút nó sẽ không chạy ra được. Đây, bây giờ mình nhìn lại phía bên này thì đông người hơn quý vị. Đây. Nếu mà các cái bãi tắm ở đây mà dọn rác sạch sẽ thì rất là tuyệt vời. Đây là hướng về hướng đông, mình thấy mặt trời ở trên đây. Phía bên này thì đây là mũi né, nên là toàn bộ thuyền bè ta sẽ né tránh bên khu vực này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo của Thịnh Nguyễn khi đến những cái vùng đất du lịch và có những cái nét văn hóa đặc trưng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.